Tụi chị hay nói với nhau á là if you hate people don't do recruitment á, nghĩa là nếu mà bạn là một người không thích, không quá thích cái việc mà quảng giao hay là tiếp xúc hay làm việc với con người quá nhiều á, đừng bao giờ nên làm nhân sự, tại vì nó sẽ khiến cái cuộc sống hay cái công việc của bạn nó rất là miserable, nó rất là mệt mỏi. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với talk show của Người Trong Môn Nghề, và mình là Xuân Quỳnh. Để mở đầu chương trình một chút thì Xuân Quỳnh sẽ xin chia sẻ với các bạn một điều như thế này. Đó là hiện tại sắp tới sau khi mà mình tốt nghiệp đại học thì mình cũng đang manh nha muốn bước chân vào ngành nhân sự. Và nhân cơ hội còn được làm talk show host tại Spider Room thì mình xin tận dụng cơ hội một chút và mời tới chương trình ngày hôm nay một người chị đã đi trước trong ngành nhân sự để có thể chia sẻ với mình cũng như là các bạn quan tâm tới ngành nhân sự về công việc cũng như là tính chất của ngành này. Và ngày hôm nay rất vui mừng được chào đón chị Adele ạ. Chào mừng các bạn, chị là Adele. Dạ vâng, thì giới thiệu qua với các bạn mà chưa biết tới chị Adele một chút thì hiện tại chị Adele đang là Recruitment Lead này, Business Partner tại One Arrow Consulting, và chị đã từng làm việc tại Navigo Search, là một trong những agency lớn nhất tại thị trường Việt Nam về headhunting. Và cảm ơn chị Adele đã nhận lời mời của Spider Room và đến chia sẻ với chúng em vào trong buổi talk show ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Quỳnh, cảm ơn Spider Room. Dạ, để bắt đầu chương trình thì em nghĩ là mình sẽ coi chương trình ngày hôm nay nó là một cái hành trình tuyển dụng của chính em chẳng hạn. Bởi vì bản thân em cũng đang rất là quan tâm ngành này. Và hiện tại sắp tới khi mà em tốt nghiệp á, thì một trong những cái câu hỏi mà em luôn đau đáu đấy là làm thế nào để nhảy vào ngành nhân sự nói chung đó. Thì tại vì bản thân em cũng là một người học trái ngành mà. Em thì không được học qua bài bản ở trên lớp, và em có tìm hiểu rất nhiều ở trên nguồn khác như là internet hay là các mạng xã hội, thì em có hiểu được là ngành nhân sự á, ngoài mảng tuyển dụng này thì còn có mảng CNB, có nghĩa là quản lý về lương thưởng cho nhân viên, hay là training thì liên quan tới đào tạo. Không biết là những gì mà em vừa nói thì có đúng về những cái bộ phận ở trong ngành nhân sự không chị? Thực ra nhân sự là một cái ngành khá là rộng á. Bản thân chị cũng là một người trái ngành bước chân vào nhân sự, nên là để có thể giúp mọi người có một cái bức tranh tổng quan hơn về ngành nhân sự á, thì chắc mình sẽ đi theo cái journey của ứng viên đi, nhân viên khi vào với tổ chức. Thì nhân sự là hiểu một cách đơn giản là người sẽ take care, sẽ đảm nhiệm tất cả những cái công việc mà liên quan đến việc một nhân viên join vào tổ chức như thế nào. Thì hiểu đơn giản nhất, đầu tiên nhân viên tiếp xúc với tổ chức thông qua việc mà tuyển dụng, đúng không? Thì cái công việc đầu tiên của nhân sự đó là tuyển dụng, tìm kiếm người phù hợp cho với tổ chức, là các bạn trong cái bộ phận recruitment ạ. Rồi khi mà nhân viên đã join vào tổ chức rồi thì cái việc thứ hai đó là chúng ta phải trả lương và cung cấp những cái chế độ đãi ngộ phù hợp để nhân viên có thể cống hiến hơn về công việc. Thì đấy là công việc của các bạn ở bộ phận CMB. CMB có thể dịch là Compensation and Benefit, hoặc là tiếng Việt thì mọi người sẽ hiểu là lương thưởng và chế độ đãi ngộ á. Rồi đấy là cái bước thứ hai khi mà nhân viên họ join vào một cái tổ chức và một cái doanh nghiệp, đúng không? Cái bước thứ ba khi mà bạn ấy đã join vào rồi, nhưng mà để bạn ấy có thể phát triển tốt hơn, phát huy được cái năng lực của mình và phát triển cái năng lực của mình trong tổ chức, thì chúng ta có một cái bộ phận nữa, đó là bộ phận training, hay còn gần đây mọi người có từ khác mọi người là L&D, Learning and Development, là bộ phận take care cái việc mà đào tạo, phát triển nhân sự ở trong tổ chức của mình. Đó, đây là ba cái bước mà hành trình của nhân sự ở trong tổ chức. Và ngoài ra thì những cái tập đoàn lớn, ngoài cái việc mà mọi người được tuyển dụng vào này, mọi người được trả lương thưởng phù hợp này, mọi người được training đào tạo, thì mọi người cũng cần enjoy, tận hưởng, hay là mọi người làm việc vui vẻ nữa. Thì đấy có một cái bộ phận tiếp theo, nó là bộ phận Employee Relation, là bộ phận về quan hệ nhân sự ở trong tổ chức. Vậy là các bạn sẽ chịu trách nhiệm đảm nhiệm những cái nhiệm vụ, những cái công việc làm sao mình giữ được và duy trì và phát triển cái mối quan hệ giữa các nhân viên ở trong công ty và nhân viên của doanh nghiệp, làm sao chúng ta có một cái môi trường làm việc mà năng động, thoải mái và vui vẻ nhất để nhân viên người ta thoải mái khi người ta đi làm việc. Thì cái đấy nó có thể liên quan đến một chút đến việc là các bộ phận liên quan như là OD. OD là viết tắt của từ Organization Development, là việc mà phát triển tổ chức như thế nào. Ngoài ra thì các tổ chức lớn, các doanh nghiệp lớn có những cái bộ phận khác mà không phải đơn vị nào cũng có. Thì chỉ có thể kể đến đó là bộ phận Health and Safety này, hoặc là các bộ phận liên quan đến Admin Operation,
đôi khi cũng được xếp vào nhân sự luôn. Thì Health and Safety và Admin Operation là những công việc liên quan đến vận hành, về là duy trì cái việc mà an toàn lao động ở trong doanh nghiệp chẳng hạn. Thì đó là một cái hành trình nhân sự khi họ join và họ tham gia vào doanh nghiệp cũng như là tham gia vào tổ chức. Thì tổng kết lại thì mọi người có thể thấy là có ba cái bộ phận chính. Ba bộ phận chính đó là tuyển dụng này, thứ hai là lương thưởng chế độ đãi ngộ CNB này, và thứ ba đó là Learning Development. Còn ngoài ra chúng ta sẽ có những bộ phận khác tùy theo cái mô hình cũng như là cái quy mô của tổ chức đấy. Dạ vâng, em cảm ơn chị Adele rất nhiều. Chính ra là những gì chị vừa chia sẻ là đã cung cấp cho em rất nhiều thông tin thêm với những gì mà em tự tìm hiểu trên mạng. Tại vì quanh đi quẩn lại trên mạng thì em đọc cũng chỉ có ba cái khối chính ở trong nhân sự, đấy là tuyển dụng này, CNB và training thôi. Và em nghĩ là câu hỏi sắp tới của em chắc chắn cũng sẽ là một câu hỏi mà không dễ dàng tìm thấy được một cái đáp án nó chính xác và chi tiết ở trên mạng. Đó là em được biết là chị Adele trước đây thì chị không học theo ngành quản trị nhân sự, và chị là một người trái ngành, học bước vào ngành này. Thì chị đã bắt đầu với ngành này như thế nào ạ? Tính ra chị cũng là một người trái ngành. Trước kia chị học ngành về tài chính ngân hàng, là một ngành không liên quan gì về nhân sự cho lắm. Thì cái hành trình của chị bước chân vào nhân sự thì chị nghĩ là có cái sự tính toán và có sự chuẩn bị khá là kỹ. Đó là khi từ khi năm 3 là chị đã bắt đầu tìm kiếm những cái ngành khác mà ngoài tài chính ngân hàng mà có thể phù hợp với cái năng lực của mình rồi. Sau khi tìm kiếm và phân tích ở trên thị trường cũng như là phân tích và đánh giá cái năng lực của mình á, và cái phẩm chất và những cái tố chất của mình thì phù hợp với ngành nào, thì hầu hết tất cả kết quả đều ra là nhân sự là một cái ngành mà tương đối phù hợp với cái tính cách và cái năng lực của chị. Tiếp đó khi mà chị đã xác định được là chị muốn dấn thân vào nhân sự rồi thì chị có một cái kế hoạch để bước chân vào cái ngành này khá là chi tiết. Đầu tiên, cái mà chị thiếu so với mọi người đó là về kiến thức, đúng không? Thì chị có một cái kế hoạch để bổ sung cái kiến thức cho mình, bổ sung bằng cách đọc và tìm kiếm những cái tài liệu ở trên mạng này, tham gia tất cả những cái forum. Đợt đấy, hồi đó forum còn tương đối phổ biến. Chị tham gia tất cả những cái forum, tất cả những cái diễn đàn, đọc bất kỳ một cái tài liệu nào mà chị có thể có được, online, offline, sách vở, audio, những cái khóa học ở trên mạng. Thứ hai đó là chị tìm kiếm những cái kinh nghiệm thực tế và những cái trải nghiệm thực tế trong ngành, bằng cách chị tham gia những cái buổi offline với các anh chị mà đã đi làm việc rồi. Anh chị đang làm việc và anh chị thường có những cái buổi chia sẻ offline về chuyên môn với nhau. Thì chị tham gia những cái buổi chia sẻ đó để có thể hiểu hơn được cái kiến thức và những cái công việc thực tế mà mọi người thường làm là gì. Và cái bước thứ ba của chị đó là chị bắt đầu dấn thân bằng nghề nhân sự bằng cách đi làm. Thì chị tham gia một cái chương trình Talent Internship của một tập đoàn. Chị apply cái bộ phận nhân sự thôi. Sau đó thì chị có đăng ký để đi làm thực tập cũng như là hỗ trợ nhân sự cho một chị chuyên viên nhân sự mà đã lâu năm trong nghề á. Thì trong qua quá trình mà thực tập cũng như là hỗ trợ chị ấy thì chị học hỏi được rất là nhiều cái công việc thực tế của một người làm nhân sự là như thế nào. Liệu chị Adele có thể chia sẻ cho bọn em một chút về có thể là những cái trải nghiệm, những cái đắng cay ngọt bùi, nước mắt nụ cười của chị sau công việc đầu tiên của chị trong ngành nhân sự được không ạ? Cũng lâu rồi, bây giờ mới nhớ lại những cái kỷ niệm hồi xưa đi làm, đúng không? Thì chị nhớ cái công việc đầu tiên của chị khi mà bước chân vào ngành nhân sự á, là công việc là chuyên viên tuyển dụng cho một cái agency về tuyển dụng ở trong Sài Gòn. Thì ngày đầu tiên mình chị đi làm thì chị rất là excited, chị rất là kiểu hào hứng để có thể làm việc. Và chị nghĩ là chị vào sẽ được training, sẽ được đào tạo và sẽ được hướng dẫn, mọi người sẽ chỉ bảo chị rất là nhiều. Nhưng mà ngày đầu tiên chị đi làm, sếp trực tiếp của chị đưa chị vào cái phòng phỏng vấn á, và ngồi xem anh ấy phỏng vấn như thế nào với ứng viên. Và mình chị nghĩ là chắc là mình chỉ phỏng vấn, chỉ observe thôi. Tuy nhiên thì ngày hôm sau chị cần book một cái lịch phỏng vấn với ứng viên á, thì chị có nhờ anh ấy phỏng vấn hộ cho chị. Nhưng mà anh ấy nói là không, hôm qua anh đã cho em biết cách phỏng vấn ứng viên như thế nào rồi, thì bây giờ là cái lúc mà em phải trực tiếp phỏng vấn ứng viên. Lúc đấy chị mới thấy là đối với một người trái ngành á, mình thiếu rất là nhiều kiến thức. Tại vì sếp chị hình dung chung là chị đã phải có những cái kiến thức cơ bản về cái việc mà phỏng vấn ứng viên như thế nào rồi. Nhưng mà đợt đấy thì chị chỉ có observe qua một lần thôi, và chị không nhớ là cái buổi phỏng vấn đấy như thế nào.
ngày thứ hai đi làm là cái ngày đầu tiên mà chị phải phỏng vấn ứng viên. Mặc dù là cố gắng đã ngồi viết ra những cái câu hỏi mà mình định hỏi ứng viên như thế nào đấy, nhưng mà khi mà bước chân vào cái vòng phỏng vấn á thì mình còn run hơn ứng viên nữa. Mình là một người lần đầu tiên đi làm nhân sự mà mình còn run hơn cái bạn mà đến đây để mình được phỏng vấn. Thì đấy là cái trải nghiệm mà chắc là chị đến bây giờ chị cũng không bao giờ quên được. Khi là một người mới vào ngành, chưa có nhiều kiến thức, chưa có nhiều kỹ năng và phải làm việc thực tế luôn, thì nó có rất là nhiều điều thiếu sót. Một cái kỷ niệm nữa đó là chị đầu tiên chị nghĩ là phỏng vấn thì cũng dễ thôi, tương đối dễ thôi, cũng không có gì cả. Mình sẽ có những cái list câu hỏi mà có sẵn rồi, mình chỉ việc hỏi ứng viên theo những cái câu hỏi đấy thôi. Nhưng cái trải nghiệm thứ hai của chị khi đi làm đó là thực ra phỏng vấn nó không hề đơn giản như thế. Cái đợt đấy chị có một cái yêu cầu tuyển dụng, đó là chị phải kiểm tra được ứng viên đấy đã có gia đình hay chưa, hay họ đang theo một cái tôn giáo nào. Tại mình yêu cầu tuyển dụng rất là đặc thù, mà cá nhân chị nghĩ nó cũng hơi offended nếu mà mình hỏi trực tiếp ứng viên là anh chị đã có gia đình hay chưa, có bao nhiêu con rồi, hay là anh chị đang theo tôn giáo nào. Thì đấy là một cái challenge mà chị nghĩ chị phải đối diện khi mà chị nhận được một cái yêu cầu như thế từ khách hàng. Và cách mà chị làm thì chị phải nhờ sự tư vấn từ các anh chị đi trước, là bây giờ em cần muốn hỏi được cái vấn đề này, hỏi em cần có được cái thông tin này từ ứng viên, nhưng em không muốn hỏi nó một cách mà quá gây cho họ một cái thiện cảm không tốt, hay là mình đang điều tra về bản thân họ, hay là mình đang phân biệt đối xử họ với những ứng viên khác. Thì đấy là lần đầu tiên mà chị thấy là những anh chị đi trước á, anh chị có kinh nghiệm và cách anh chị ấy giao tiếp với ứng viên và các anh chị đặt câu hỏi nó rất là khéo léo. Đến mức mà chị không nhận ra là khi chị đặt những câu hỏi đấy, chị có thể tìm kiếm được những cái thông tin đấy từ ứng viên, thay vì một cách hỏi trực tiếp. Ví dụ cho mọi người nha, hỏi một cái câu hỏi về ứng viên có gia đình hay chưa, hoặc có bao nhiêu con rồi ạ, thì các anh chị ấy hướng dẫn cho chị là không hỏi trực tiếp đâu, mà hỏi thêm công việc của chồng chị ấy như thế nào. Nếu chị ấy nói là chị chưa có chồng thì mình có thể xác định được rồi, đúng không? Nhưng mà nếu mà chị ấy nói công việc của chồng chị là làm về xây dựng đi chẳng hạn, thì lúc đấy mình sẽ hỏi những câu hỏi follow up theo là vậy thì trong công việc chồng chị có bận hay không, anh ấy có hỗ trợ chị trong cái việc nhà hay là khi mà chị phải làm việc tăng ca các thứ hay không. Thì từ những cái câu hỏi mà rất là gợi mở như vậy thì mình mới dần dần mà mình tìm hiểu thêm được là là ứng viên đã có gia đình hay chưa, họ có bao nhiêu con, và cái công việc nhà nó có ảnh hưởng đến cái việc mà họ phải làm công việc ở trên công ty nhiều hay không. Chỉ là một cái trải nghiệm khá là mind blowing với chị trong việc phỏng vấn ứng viên và cách đặt câu hỏi và giao tiếp với ứng viên như thế nào. Wow, đúng là đặc thù ngành nhân sự đấy chị ạ. Có nghĩa là trong nhân sự nó có chữ nhân. Nhân là làm việc với con người, và làm việc với con người thì đúng là mình phải cần rất nhiều cái sự tinh tế và sự khéo léo. Câu chuyện thứ hai của chị đúng là nó cũng là một câu chuyện khiến em mind blowing ngay bây giờ. Đã. Chị Adele ơi, vừa nãy em có thấy chị nhắc tới hai cụm từ mà theo em khá gọi là quan trọng, đó là về tố chất và tính cách. Thì như chị Adele vừa chia sẻ là chị đã thấy ngành nhân sự nói chung này, tuyển dụng nói riêng là một cái ngành mà chị cảm thấy nó hợp với những cái tố chất và tính cách mà chị có. Thì chị có thể chia sẻ với em thêm một chút nữa là cụ thể những cái tố chất và cái tính cách ở đây mà khiến cho chị phù hợp với ngành này là những tố chất như thế nào ạ? Ok, mình sẽ nói về tố chất và tính cách đúng không? Thứ nhất là về tố chất đây, cái tiếng Anh sẽ gọi là competency á. Thì chị nghĩ một người mà làm nhân sự tốt thì là một người có cái people skill rất là mạnh, cái khả năng làm việc với con người, bao hàm rất là nhiều cái kỹ năng khác nhau. Ví dụ là những kỹ năng về giao tiếp này, kỹ năng về xử lý vấn đề này, kỹ năng về giải quyết những cái mâu thuẫn, hay là kỹ năng về đàm phán, negotiation. Đó, đây là những kỹ năng về làm việc với con người là rất là quan trọng. Thứ hai, nếu mà nói về tính cách đi, thì chị nghĩ là một người mà làm nhân sự là một người phải thích làm việc với con người. Tụi chị hay nói với nhau là if you hate people, don't do recruitment. Nghĩa là nếu mà bạn là một người không thích, không quá thích cái việc mà quảng giao hay là tiếp xúc hay làm việc với con người quá nhiều á, đừng bao giờ nên làm nhân sự. Tại vì nó sẽ khiến cái cuộc sống hay cái công việc của bạn nó rất là miserable, nó rất là mệt mỏi. Nên là thứ nhất, nếu bản thân bạn là một người lại thích quảng giao hay là thích nói chuyện hay tiếp xúc, thích giao tiếp với nhiều người,
thì có thể đấy là một cái tính cách mà phù hợp cho những bạn mà làm nhân sự. Thứ hai nữa là chị thấy những người làm nhân sự thì thường cái có một cái tính cách khá là caring, là rất là kiểu chỉn chu, rất là quan tâm và để ý quan sát đến những người khác, từ những cái việc nhỏ đến những việc lớn, như cái việc là bạn ấy thích những cái công việc gì khi mà chúng ta làm tuyển dụng đi chẳng hạn. Caring ở đây là để ý đến, quan tâm đến việc là bạn ấy đang phù hợp hay tìm kiếm những cơ hội công việc như thế nào để mình có thể giới thiệu và tư vấn và support hỗ trợ bạn ấy được nhiều hơn. Hay là caring trong việc mà chúng ta làm C&B á, thì chúng ta cũng phải để quan tâm và để ý đến những cái lợi ích của nhân sự, của nhân viên của mình, để đảm bảo nhân viên của mình có một cái mức lương thưởng cũng như là lợi ích mà sau đó nó cạnh tranh so với thị trường. Quan tâm đến đời sống của nhân viên. Hay là caring ở đây cũng là để thể hiện trong cái việc mà khi chúng ta làm learning development á, làm về phát triển nhân sự ở trong tổ chức á, thì là chỉ khi mà bạn có cái sự caring ở trong người á, thì bạn mới biết được là mình mới để tâm đến cái lộ trình phát triển của từng cá nhân ở trong tổ chức của mình, và mình xây dựng được ra những cái chương trình đào tạo để giúp đỡ những cái nhân sự ở trong tổ chức của mình phát triển càng ngày càng tốt hơn. Qua lời chị Adele vừa chia sẻ thì em cũng có vài lời gửi tới chị Adele cũng như là các anh tuyển dụng. Đấy là bản thân em cũng là một người rất là thích nói chuyện với con người. Thế là thông qua chương trình này chẳng may có ai mà nhắm được em thì hãy cho em cơ hội chăng? Chị cũng đang tìm kiếm nhân sự cho tổ chức của chị á, thì nếu được thì Quỳnh có thể tham khảo thêm. Dạ vâng, em sẽ cố gắng gặp chị Adele một ở buổi gặp chính thức interview chẳng hạn. Em có một câu hỏi tiếp theo muốn gửi tới chị Adele. Đó là bạn bè em á, sau khi tốt nghiệp thì cũng có rất nhiều bạn là làm trái ngành. Thế nên là bản thân em nghĩ là liệu ngành này có phải là một ngành có rất nhiều cơ hội để đón chào tất cả các bạn mà quan tâm tới ngành không? Và thậm chí á, có những người bạn của em còn nói là nhảy vào ngành nhân sự nó không khó, nó không có quá nhiều rào cản. Chỉ cần thông minh một xíu này, biết nói năng một xíu này, biết đàm phán một xíu này, là mày sẽ làm được, mày sẽ bắt đầu được với ngành này. Thì chị nghĩ là nhận định của bạn của em và những cái gì em nghĩ thì nó có đúng với thực tế không chị? Ừ, chị nghĩ là nó vừa đúng và nó cũng vừa sai. Thì chị sẽ nói về cái góc mà đúng trước. Thì bản thân chị nghĩ là nhân sự là một cái chuyên môn mà có thể đào tạo được. Và các bạn ít khi được đào tạo những cái chuyên môn đấy ở trên cái nhà trường. Tại vì khi mà chúng ta đi học á, thường chúng ta sẽ học những cái kiến thức tổng quan hơn. Còn khi mà đi làm thì là những cái kiến thức và những cái công việc nó rất là thực tế. Hầu hết tất cả những bạn dù có học chuyên môn đúng về nhân sự đi chẳng hạn, thì khi mà đi làm thì hầu hết mọi người vẫn phải học lại từ đầu những cái công việc từ nhỏ nhất, ngay từ cái việc như là tuyển dụng đi chẳng hạn. Thì nó không giống những cái ngành liên quan đến đặc thù về kỹ thuật khác. Ví dụ em là bác sĩ, nếu mà em chưa được đào tạo qua những cái kiến thức lâm sàng đúng không, thì hoặc là những cái chuyên môn về bác sĩ, về y khoa thì chắc chắn em không làm được rồi. Còn nhân sự thì nó là một cái công việc mà là những cái kiến thức về cơ bản, nó sẽ là kỹ năng mềm nhiều hơn và có thể đào tạo được khi mà em đi làm. Thì về cái rào cản gia nhập ngành thì chị nghĩ nó không quá nhiều cái giai đoạn đầu. Chỉ cần có một chút về yếu tố, một chút về tiềm năng và nỗ lực muốn học hỏi thì hầu hết các anh chị cũng đều tạo điều kiện cho mọi người để có thể học hỏi và thử sức để tham gia về cái ngành này. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên, chị nghĩ là cái nhận định của bạn em cũng tương đối đúng. Tuy nhiên á, với quan điểm của chị là mọi người vào thì có thể khá là dễ. Tuy nhiên để bạn có thể phát triển xa hơn ở trong cái công việc này, có thể đi lâu dài về cái nghề này thì nó sẽ cần nhiều hơn. Thì nó cũng là một cái chọn lọc tự nhiên thôi. Thì chị thấy là mọi người vào thì dễ, nhưng mà mọi người có thể stay với nghề, có thể ở lâu với nghề này, phát triển cái năng lực của mình ở trong cái nghề này thì nó sẽ cần nhiều yếu tố hơn và cần nhiều cái sự cố gắng và cần nhiều cái sự phù hợp với nghề hơn. Như vừa nãy chị có nói về cái việc đó là bước vào cái ngành nhân sự nó không khó, nhưng mà câu hỏi ở đây là khi mà bọn em không được trang bị những cái kiến thức chuyên ngành từ trên trường thì chị nghĩ là bọn em ngay từ bây giờ nên chuẩn bị những cái kiến thức như thế nào, hoặc là trau dồi những kỹ năng như thế nào để chuẩn bị cho cái quá trình đi tìm việc trong ngành nhân sự của mình ạ? Chị nghĩ là có một cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn bước đệm á, để mọi người trước khi mọi người trở thành một cái chuyên viên nhân sự hoặc là một cái nhân viên chính thức hay tìm một cái công việc full time để bước chân vào cái ngành nhân sự, thì có một cái giai đoạn bước đệm là cái giai đoạn các bạn là thực tập.
Thì đối với cái stage khi mọi người là thực tập sinh á, thì cái cơ hội là nó cũng tương đối rộng mở. Thì các anh chị cũng tạo điều kiện cho các bạn trái ngành rất là nhiều để mọi người có một cái vị trí thực tập ở trong cái mạng nhân sự. Thì chị nghĩ có rất là nhiều cách để học đúng không? Có rất là nhiều cách để học, nhưng mà hai cách mà chị thấy nó hiệu quả nhất và nó nhanh nhất để mọi người có thể bước chân một cái ngành này. Thứ nhất là tìm kiếm những cái cơ hội thực tập. Thứ hai đó là tham gia những cái khóa học về chuyên môn. Đó. Cơ hội thực tập ở đây thì lưu ý với mọi người, khi mọi người tìm kiếm những cơ hội thực tập á, thì cố gắng tìm kiếm những cái cơ hội thực tập nào ở những cái đơn vị hoặc là tập đoàn có quy mô lớn hơn một chút, và cho mọi người cái điều kiện để thứ nhất là được làm những cái công việc thực tế này, thứ hai là được đào tạo, được hướng dẫn những cái kiến thức chuyên môn từ những anh chị đi trước. Thì đấy là hai cái yếu tố mà chị nghĩ là quan trọng nhất khi mà tìm những cái cơ hội thực tập. Thứ hai đó là cách mà cũng tương đối nhanh để có thể học hỏi những cái kỹ năng ở trong nhân sự là tham gia những cái khóa học. Khoảng độ tầm 2 năm gần đây chị thấy các khóa học chuyên môn về nhân sự hoặc các khóa học về kiểu dạng tổng quan, bước chân về nghề thì nó cũng tương đối nhiều. Và nó cũng ngắn thôi, là những cái khóa học là 1-2 buổi hoặc là 5 buổi gì đó. Sau 5 buổi thì mọi người sẽ có một cái kiến thức tổng quan về ngành này. Mọi người sẽ có biết được những công việc thực tế các anh chị thường làm như thế nào. Và khi mọi người đi làm chính thức á, thì mọi người sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn trong quá trình mà mình catch up với những công việc mới. Chị Adele cũng có các khóa học liên quan tới ngành nhân sự đúng không chị? Ừ, tụi chị thì có một cái gọi là Recruitment Academy by OAC. Có hai cái khóa học khá là tổng quan về nhân sự để cho các bạn phù hợp cho những bạn là mới tìm hiểu về ngành, chưa biết mình có phù hợp hay không, hoặc là các bạn mà đã xác định phù hợp rồi nhưng cần bổ sung những kiến thức chuyên môn cơ bản để bước chân vào cái ngành này. Tuy nhiên chị cũng muốn mention một chút về kể cả là việc đi học hay đi làm, thì cái quan trọng ở đây á, nó là mọi người phải có một cái mindset về việc học tập. Chị nghĩ là việc học á, thì nó có rất là nhiều cách học khác nhau. Theo quan sát của chị nhá, một bạn có thể mà đi xa hơn trong nghề này, có thể catch up mọi thứ, những cái công việc nó nhanh hơn và học hỏi nhanh hơn á, thì nó nằm nhiều về vấn đề ở mindset. Có nghĩa là bạn luôn luôn tạo cho mình cái mindset là mình cần học hỏi. Thì khi mà bạn có một cái nhu cầu và có một cái mong muốn để học tập á, thì bạn sẽ nhìn thấy cái cơ hội học tập ở mọi nơi. Không chỉ học ở những cái khóa học này, không chỉ học ở những việc mà mình tham gia làm intern, mà nhiều khi nó chỉ là những cái việc đơn giản là mình quan sát nữa. Mình quan sát các anh chị đi trước, các anh chị làm thế nào. Không nhất thiết là mình phải học từ việc mà các anh chị trực tiếp hướng dẫn cầm tay chỉ việc của mình, mà có thể mình học từ việc mà quan sát cách các anh chị làm, để ý những mọi người trong phòng cách mọi người làm như thế nào, hoặc là follow hoặc theo dõi, quan sát mọi người ở trong ngành, mọi người cách mọi người tuyển dụng ra sao, cách mọi người xây dựng những cái sơ đồ tổ chức hay là xây dựng cái kế hoạch training cho nhân sự như thế nào. Thì chị nghĩ là kiến thức nó ở mọi nơi. Quan trọng nhất ở đây là cái mindset. Miễn là mọi người có cái mindset học tập rồi thì mọi người sẽ có thể học nhanh hơn và có thể đi xa hơn trong cái ngành này. Nãy thì chị Adele đã chia sẻ về cái hành trình là chị bắt đầu với ngành nhân sự này như thế nào, và cụ thể là chị đã bắt đầu từ mảng đó là mảng tuyển dụng. Nhưng mà em đồng thời em cũng tò mò đó là ngoài cái hướng đi là mình tiếp cận với nghề này bằng công việc tuyển dụng đầu tiên ra, thì chị Adele có thể chia sẻ thêm cho chúng em một chút thông tin là mình còn có cái hướng đi hay là hướng tiếp cận nào khác không chị? Cá nhân bản thân chị là đi một người trái ngành mà chị bắt đầu về tuyển dụng đầu tiên. Nhưng mà thực ra như chị nói ban đầu á, thì trong nhân sự có rất là nhiều cái mạng khác nhau, nhiều cái function khác nhau đi chẳng hạn. Thì mỗi anh chị trái ngành mà chị biết thì mỗi người sẽ có một cái câu chuyện riêng. Ví dụ chị có một người bạn, bạn ấy học về kỹ sư nha, bạn học một cái chuyên ngành liên quan thuần là kỹ thuật thôi. Và khi mà bạn ấy ra trường thì bạn ấy công ty đầu tiên mà bạn ấy làm là Samsung. Để vào Samsung thì bạn ấy bắt đầu với cái vị trí nó liên quan đến operation một chút, nhưng mà nó cũng liên quan đến một chút đến cái kinh nghiệm về kỹ thuật của bạn ấy. Bởi vì là để vào Samsung mà trái ngành luôn thì cũng hơi khó. Thì sau khoảng độ chỉ tầm 2 đến 3 tháng thôi, bạn ấy bước chân được vào Samsung rồi, thì khi quá trình làm việc thì các sếp thấy là cái năng lực của bạn ấy nó phù hợp với cái mạng mà training và đào tạo, đặc biệt là đào tạo cho các bạn nhân viên và các bạn công nhân ở bên dưới. Thì lúc đấy là bạn ấy bắt đầu có được cái cơ hội và được trao cái quyền và được trao cái cơ hội để làm vào cái mạng về training và đào tạo.
thì bạn ấy đi từ việc mà đào tạo, training và hội nhập. Thực ra đấy là những cái buổi mà hội nhập cho công nhân, cho những cái nhân viên ở dưới nhà máy á. Thì bạn ấy đi từ những cái công việc đấy lên cái việc mà bắt đầu training chuyên sâu hơn, đào tạo cho các anh chị ở trên khối văn phòng. Và gần đây thì chị theo được update thì chị bạn ấy đã đạt được cái vị trí mà head của bộ phận training, learning and development của một cái doanh nghiệp cũng tương đối lớn. Thì đấy là một cách thứ hai mọi người có thể bước vào. Thay vì tuyển dụng thì mọi người có thể bước vào lĩnh vực và training và đào tạo. Và đi từ những cái việc mà từ rất là nhỏ thôi, hỗ trợ việc đào tạo hội nhập cho nhân viên ở trong công ty. À, con đường thứ hai nữa đó là về mảng CNB đi. Thì đối với CNB thì nó khá liên quan, một chút liên quan đến vấn đề về kế toán ấy. Thì chị cũng có biết một số anh chị là xuất thân từ cái mảng kế toán, học về kế toán và kiểm toán, nhưng mà lại cũng tương đối phù hợp và mong muốn làm việc với lĩnh vực nhân sự, phát triển con người, xây dựng những cái quy trình và những chế độ lao động ở trong công ty á. Thì mọi người bước chân từ kế toán là mọi người làm thêm một chút cái công việc liên quan đến CNB, liên quan đến việc trả lương này, liên quan đến việc mà xây dựng những cái benefit, những cái chế độ tính bảo hiểm cho nhân viên, nhân sự của mình. Thì khi mọi người bắt đầu một chút những cái công việc như vậy á, thì mọi người có một chút kinh nghiệm hơn về CNB. Thì CNB nó không chỉ đơn giản là việc mà tính lương đâu, mà nó còn là việc là mình tính được cái, mình xây dựng được cái total reward, những cái tổng, những cái phúc lợi của trong nhân viên, rồi xây dựng được cái cơ chế phúc lợi này và đánh giá được cái cơ chế phúc lợi của mình so với những cái doanh nghiệp khác ở trên thị trường như thế nào. Thì bắt đầu anh chị làm những cái công việc như vậy nhiều hơn, rồi các anh chị ấy cũng học thêm, bổ sung cho mình những cái kiến thức về việc mà đánh giá nhân sự ở trong tổ chức, để quy trình đánh giá và cách đánh giá nhân sự như thế nào, đâu là những cái tiêu chí, hoặc là học thêm về OKR này, cách xây dựng KPI, xây dựng những cái tiêu chí đánh giá của từng bộ phận, từng vị trí ở trong tổ chức. Thì đấy là một cái hướng đi mà chị thấy cũng khá là relevant, đi từ các vị trí liên quan đến kế toán, kiểm toán chuyển qua CNB. Một cái hướng đi khác mà cũng về tuyển dụng đi, mà nó khá là interesting đối với chị á, đó là một bạn của chị thì bắt đầu từ marketing. Bạn ấy làm các công việc liên quan đến marketing, xây dựng cộng đồng này. Xong rồi trong quá trình mà bạn ấy xây dựng cộng đồng thì bạn ấy phải tuyển người cho team của bạn ấy nhiều hơn. Thì bạn ấy bắt đầu thực hiện practice một chút các công việc liên quan đến tuyển dụng. Và bạn ấy thấy là cái kinh nghiệm và cái kiến thức marketing của bạn ấy có thể apply, có thể áp dụng vào cái công việc tuyển dụng cũng tương đối nhiều. Về cái việc mà bạn ấy hiểu cái yêu cầu của cái vị trí công việc đó, và bạn xác định được là cái target trong marketing, gọi là target audience, cái đối tượng mà mình đang hướng tới là đâu, và bạn đưa được cái cơ hội công việc đấy đến những cái đối tượng mà ứng viên mà mình đang tìm kiếm. Thì từ một cái project rất là đơn giản thôi, từ một cái project rất là đơn giản như việc là tuyển người cho team này, hay là chạy những cái chương trình mà tuyển dụng lớn mà liên quan đến marketing nhiều hơn, thì bạn ấy được tiếp xúc những công việc liên quan đến tuyển dụng, và dần dần bạn ấy làm tuyển dụng nhiều hơn và bắt đầu chuyển hẳn qua cái công việc bây giờ là một cái chuyên viên tuyển dụng của một cái tập đoàn cũng tương đối lớn. Em cảm ơn chị. Vậy là chính ra từ câu chuyện của chị thì mình có thể thấy rõ ràng là không có một cái lộ trình cụ thể, hay là không bao giờ có một cái gọi là khuôn mẫu nhất định nào mà chúng ta phải đi theo để bước vào được ngành này, đúng không chị? Rất cảm ơn chị vì câu chuyện vừa rồi, vì đã cho bọn em một cái góc nhìn nó đa dạng hơn, và nó đúng là một cái động lực dành cho những cái người trái ngành như bọn em. Đó là với những cái xuất phát điểm khác nhau nhưng mà với một cái mục đích rõ ràng này, hoặc là với những cái kỹ năng mà bọn em đã sẵn có, thì bọn em vẫn có thể làm việc trong ngành này và thành công. Qua một vài câu hỏi vừa rồi thì em nghĩ là em cũng đã trang bị được cho bản thân mình, và em mong là các bạn khán thính giả cũng đã tự trang bị được cho bản thân những cái kiến thức nền cơ bản, cũng như là một cái định hướng và một cái tư duy nó rạch ròi hơn về việc là mình nên làm gì để có thể bước chân vào ngành nhân sự. Thì đó chỉ là một bước đầu tiên rất nhỏ trong cái hành trình trở thành một nhân viên giỏi trong ngành nhân sự thôi. Đó là bước đầu tiên em sẽ gọi là cái bước là làm thế nào để bước vào ngành nhân sự. Và bây giờ mới đến cái bước thứ hai, một cái bước mà em cũng quan tâm và nó dài hơi hơn một chút. Đó là vào được rồi thì sao? Vào được rồi thì chúng ta làm gì tiếp? Cái câu hỏi đầu tiên cho phần này đó là, giả sử bây giờ em đã được tuyển nha chị nhé, em đã sau khi gọi là nhảy vào đây rồi, đến lúc em được tuyển và vào làm việc tại công ty rồi này, thì em cho rằng á, khi mà mình đã được tuyển rồi thì chắc chắn là mình sẽ được training, sẽ được đào tạo bởi những anh chị đã đi trước trong công ty thôi.
Nhưng mà liệu có cái điều gì mà mình sẽ không được dạy không chị? Có nghĩa là những cái điều mình sẽ phải tự học là những cái điều gì để mình có thể làm tốt công việc của mình? Ừ. Khi mà mọi người join, let's say mọi người đã được tham gia vào tổ chức, đảm nhiệm một cái vị trí trong cái bộ phận nhân sự đi chẳng hạn, thì tùy theo những cái lộ trình hay là tùy theo cái policy cũng như là cái kế hoạch của mỗi công ty, thì mỗi công ty họ sẽ có một cái lộ trình về đào tạo nhân sự riêng. Có một số công ty thì họ rất là quan tâm đến cái việc mà phát triển cái kỹ năng và năng lực của nhân viên của mình, thì họ có thể xây dựng ra một cái chương trình đào tạo rất là bài bản để đảm bảo là các nhân viên mới họ có thể có đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể làm việc một deliver, có nghĩa là đảm nhiệm được cái công việc đấy một cách tốt nhất. Thì nhưng mà cũng có công ty khi cái quy mô của họ nhỏ thì họ sẽ chủ yếu sẽ là on the job training, hay là phụ thuộc vào cái việc mà bạn nhân viên mới đây có chủ động trong cái việc học hỏi của mình hay không. Thứ hai nữa là cái việc mà em có được đào tạo và đào tạo được những cái kỹ năng như thế nào á, thì nó bị giới hạn bởi cái người mà đã sẽ đào tạo cho em, hoặc là những anh chị ở trong cái bộ phận hoặc là cái tổ chức đấy. Nếu mà em làm việc ở trong một cái môi trường hay là một cái tổ chức nó rất là lớn thì chắc chắn là em sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi từ nhiều người hơn, đúng không? Nhưng mà nếu mà em làm trong một cái startup hoặc là một cái quy mô nhỏ hơn một chút, cái kiến thức mà em học được và nhận được á, thì chủ yếu sẽ được đến từ một là chị direct manager của em này, line manager của em, hoặc là giới hạn ở những người mà xung quanh em tiếp xúc hàng ngày, em làm việc hàng ngày thôi. Thì chị nghĩ là cái việc câu hỏi của Quỳnh á, có những cái kiến thức nào em không được là được dạy hay được đào tạo hay không, thì chị nghĩ là có, và nó bị giới hạn bởi thứ nhất là cái lộ trình hay là cái chương trình đào tạo của công ty, thứ hai là bởi những cái đồng nghiệp hay là những người mà làm việc trực tiếp với em. Nếu mà họ chưa từng biết đến kiến thức đấy thì cũng rất là khó để cho họ để đào tạo và hướng dẫn về em về một cái kiến thức nhất định, đúng không? Thì đấy là cái giới hạn và cái hạn chế nhất định. Còn câu hỏi thứ hai của Quỳnh là gì nhỉ? Câu hỏi thứ hai của em đó là mình phải tự học những gì nếu như người ta không dạy. Thường là chị thấy là có những cái kỹ năng nào mà chị phải tự trau dồi, thay vì là nó nằm trong sẵn sách vở, hoặc là nó được rất nhiều các khóa học khác gọi là đã được cover, đã được nói đến rồi, thì đấy kỹ năng nào mà ít người nhận ra, nhưng mà một khi mình nhận ra rồi thì nó sẽ là một cái lợi thế rất lớn của mình so với những người khác trong ngành. Chị sẽ không nói nó là có được dạy hay không, tại vì mình sẽ không ở trong từng tổ chức nên mình không biết là tổ chức đấy có đào tạo cái kỹ năng đấy cho nhân viên của mình hay không, đúng không? Nhưng mà chị nghĩ là có một số cái kỹ năng mà nếu mà tổ chức không dạy thì các bạn cũng phải tự bổ sung cho mình, và nó sẽ giúp các bạn có thể đi sâu và đi xa ở trong nghề này. Cái kỹ năng đầu tiên đó là cái kỹ năng tự học. Again, được cái việc về mindset, về học tập á, thì kỹ năng tự học rất là quan trọng. Đặc biệt là một cái ngành hay là một cái công việc nó hoàn toàn mới như nhân sự. Chị assume là các bạn đang từ trái ngành, các bạn chuyển qua, bạn chưa có một kiến thức hay kỹ năng gì về ngành nhân sự, đúng không? Tất cả đều là những cái kiến thức mới hết. Thì cái kỹ năng tự học nó rất là quan trọng. Và nếu một bạn có cái khả năng tự học tốt á, thì bạn ấy có thể đi rất là nhanh và catch up được với cái công việc rất là nhanh. Cái kỹ năng thứ hai đó là kỹ năng giải quyết vấn đề. Thực ra không phải là tổ chức người ta không dạy kỹ năng này đâu, mà đây là một kỹ năng rất là khó để có thể dạy được cho mọi người về cái tư duy giải quyết vấn đề và cái năng lực để giải quyết vấn đề. Thì giải quyết được vấn đề đây, ở đây nó có thể hiểu đơn giản là, thứ nhất là bạn phải có cái năng lực về phân tích đó. Bạn phải biết là chúng ta đang gặp một cái vấn đề là gì. Chúng ta có đang gặp vấn đề không? Tại vì nhiều bạn ấy không nhận ra được là bạn ấy đang có vấn đề đâu. Là bạn nhận ra được mình đang thiếu hụt một cái kỹ năng hay là một cái năng lực gì đấy đó. Thì đầu tiên là cái việc mà bạn phải có khả năng nhận biết ra vấn đề. Thứ hai là cái việc khả năng là phân tích cái vấn đề đấy. Phân tích là một cái vấn đề đấy thì cái nguyên nhân cốt lõi nó ở đâu, cái lý do đằng sau nó là gì. Và cái bước thứ ba trong giải quyết vấn đề là bạn có thể tìm ra những cái solution, những cái giải pháp để xử lý những cái lý do, những cái reason behind đó. Thì việc là come up một cái solution nó cũng rất là quan trọng. Thì chị thấy cái kỹ năng mà giải quyết vấn đề á, mặc dù rất là nhiều doanh nghiệp và bản thân chị cũng rất là muốn training lại cho các bạn rồi, nhưng đây là một cái năng lực và một kỹ năng rất là khó để đào tạo, và thường nó đến từ bản thân mọi người nhiều hơn. Cái việc line manager hay là tổ chức á, thì chỉ có thể giúp đỡ và hỗ trợ được phần nào, giúp các bạn mở khóa những cái tư duy về cái việc mà bạn phải nhận ra được cái vấn đề trước, sau đó bạn phân tích được cái vấn đề như thế nào, sau đó mọi người có thể tự tìm ra những cái giải pháp hoặc là tìm kiếm manager để
xin lời khuyên để đưa ra những cái giải pháp giúp đỡ bạn để giải quyết được cái vấn đề đấy. Nhưng mà hầu hết là mình chỉ nghĩ chắc phải 60-70% nó đến từ năng lực cá nhân của từng người. Những cái kỹ năng em thấy chị vừa đề cập á, thật ra thì không phải nói là ngày 1, ngày 2 hoặc là tham gia một cái khóa học mà mình có thể trau dồi những kỹ năng đấy được. Thì ví dụ như là giải quyết vấn đề này hay là tự học thì em nghĩ là tất cả các bạn học sinh, sinh viên ngay từ khi mà các bạn ý còn ngồi trên ghế nhà trường thì cũng nên đã trau dồi những kỹ năng này rồi, đúng không chị? Ừ, đúng rồi. Cái này chị nghĩ là nó là cái năng lực mà không phải là mỗi nhân sự không, mà bất kỳ ngành nghề nào thì mọi người cũng sẽ cần có. Và nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc mọi người bắt đầu bước chân vào thị trường lao động và bắt đầu đi làm, bắt đầu xây dựng cái sự nghiệp của mình. Ngoài những kỹ năng mà chị vừa đề cập ra thì em thấy một trong những kỹ năng gọi là em dễ dàng quan sát được thấy nhất của một người làm nhân sự, cụ thể là tuyển dụng, đó là kỹ năng self-branding, tạm dịch tiếng Việt là tạo dựng thương hiệu cá nhân. Thì em thấy chị Adele đúng là một ví dụ điển hình cho mọi người làm thương hiệu cá nhân rất là thành công luôn. Em có follow chị Adele cả ở trên Facebook với cả LinkedIn, thì rất là mê cách chị xây dựng cái thương hiệu, cái hình ảnh của mình. Thì chị có thể chia sẻ cho các bạn khán thính giả, các bạn mà có thể là đang theo ngành tuyển dụng á, một xíu bí kíp của chị khi mà chị xây dựng cái thương hiệu của mình trong ngành này không chị? Ồ, chị không nghĩ là chị có nhiều bí kíp gì đâu. Bản thân chị là một người rất là thích chia sẻ, nên là đấy có thể là lý do mà vì sao mà chị hoạt động tương đối tích cực ở trên những cái nền tảng Facebook hay là LinkedIn. Thì cái bí kíp để một số cái tips đi để cho mọi người bắt đầu thì chị nghĩ với bất kỳ cái vấn đề gì thôi, hay bất kỳ một cái kỹ năng gì mà mọi người muốn học hay muốn bổ sung cho mình thì cái quan trọng nhất là mọi người phải biết why, mọi người phải có cái why nó thực sự đủ lớn, có lý do để mình bắt đầu thực sự đủ lớn thì nó mới tạo được động lực cho mọi người để mọi người bắt đầu tìm hiểu hay bắt đầu làm nó. Thì cái why của chị khi mà mọi chị phát triển, xây dựng cái hình ảnh hoặc cũng như là cái thương hiệu cá nhân của chị trong cái mạng tuyển dụng hay là nhân sự nói chung thì chị thấy chị có hai lý do chính. Lý do đầu tiên là nó phục vụ và nó bổ trợ cho cái công việc của chị rất là nhiều. Và chị có thể nhìn thấy những hiệu quả từng ngày luôn khi mà chị làm những cái hoạt động liên quan đến branding như vậy. Khi là chị có nhiều bạn biết đến hơn này, ví dụ Quỳnh có follow chị ở trên LinkedIn hay là Facebook thì chắc là chị suppose là mọi người, các bạn trẻ cũng biết đến chị nhiều hơn. Nhiều bạn apply cho cái team của chị hơn này, thì đấy là nó giúp ích cho công việc của chị rất là nhiều. Hoặc là khi mà mọi người biết đến chị nhiều hơn thì có nhiều khách hàng tìm đến hơn, ứng viên cũng cảm thấy là thoải mái và họ sẵn sàng để nói chuyện và chia sẻ với mình nhiều hơn. Hoặc là chị cũng đã có được rất nhiều cái cơ hội công việc nghề nghiệp mới khi mà chị làm phát triển cái thương hiệu cá nhân của mình. Nên là chị thấy lý do đầu tiên đó là nó giúp ích cho cái công việc của mình rất là nhiều. Đấy là cái lý do đầu tiên. Lý do thứ hai thì nó đến từ hơi cá nhân một chút, đó là chị thì phù hợp với việc và mở rộng cái business và mở rộng cái network của mình thông qua việc branding nhiều hơn là networking. Branding là như em có thể hiểu đơn giản là em có một cái giá trị nào đấy và em thể hiện được cái giá trị đấy ra bên ngoài và em attract mọi người, em thu hút đến mọi người để mọi người biết đến em nhiều hơn. Thì đấy là branding theo cách hiểu đơn giản của chị. Còn networking thì nó hơi ngược lại một xíu, có nghĩa là em có giá trị của mình. Tuy nhiên em sẽ cần mang cái giá trị đấy đến những cái người phù hợp. Ví dụ là em mở rộng cái network với các anh chị đó, em xây dựng cái network mà em nói chuyện với các anh chị nhiều hơn, có nghĩa em phải mang cái bản thân của mình đến cho nhiều người khác. Thì nó hơi ngược. Mỗi cách thì nó có pros and cons riêng. Nhưng về bản thân chị thì chị sẽ hợp với cách làm branding nhiều hơn. Với là chị biết giá trị của bản thân mình và chị nói được những cái giá trị đấy ra bên ngoài, và vô hình chung là sẽ thu hút được những cái người ở trong cái target mà chị đang tìm kiếm. Em hiểu rồi. Hoặc là những gì chị Adele vừa chia sẻ em thấy có thể áp dụng được trong rất nhiều ngành ý. Em thì hiện tại tới bây giờ em mới chỉ quan tâm tới networking thôi, có là mình đi tìm người khác, mở rộng gọi là cái mạng lưới của mình ra. Còn chị Adele hiện tại là đang thu hút sự chú ý người khác về mình. Tuy nó ngược nhau nhưng mà em nghĩ là hiệu quả nó mang lại thì cũng gọi là kha khá, nó sẽ giúp mình rất nhiều trong công việc. Và câu hỏi tiếp theo mà em muốn gửi tới chị Adele, nó là một câu hỏi được gửi từ confession của người trong môn nghề, có nghĩa là các bạn cũng quan tâm tới ngành nhân sự, có gửi tới một câu hỏi như thế này ạ. Em từng làm tuyển dụng ngành IT và sau 2 tháng đầu tiên làm việc thì không tuyển được bất kỳ ai.
Em đã cố gắng đăng đơn tuyển dụng trên các trang LinkedIn này, Facebook, nhưng tỷ lệ nhận được phản hồi từ ứng viên vô cùng thấp. Và em không hiểu tại sao và vô cùng lo lắng, thì chị có thể giúp em giải đáp thắc mắc này được không ạ? Em đoán là bạn gửi câu hỏi tới Confession chắc chắn là cũng đã được training ở trong công ty rồi, và công ty được 2 tháng rồi mà. Thế nhưng mà vấn đề gặp phải thì bạn ấy lại không hiểu được cái nguyên nhân. Thì không biết là chị Adele dựa trên một chút cái người ta gọi là thông tin nó còn đang manh mún quá, thì không biết là chị có đưa ra được cái nhận định nào để có thể giúp bạn ấy tìm ra cách giải quyết vấn đề này không ạ? Chị nghĩ là nếu để giải quyết được cái vấn đề này thì mình lại back lại hai cái ý mà chị và Quỳnh đã nói ở những câu hỏi trước ạ. Đó là để làm được cái nghề này thì chúng ta cần cái khả năng tự học và cái khả năng giải quyết vấn đề, đúng không? Hai cái kỹ năng mà chị nghĩ là rất là quan trọng. Thì cái khả năng tự học ở đây á, thì theo như cái một cái đoạn tin nhắn đấy, một đoạn confession ngắn đây thôi, thì chị có thể assume được là bạn mà gửi confession đấy, bạn ấy chưa nắm rõ được cái quy trình tuyển dụng. Có nghĩa là nếu mà em được training đào tạo và bài bản về quy trình tuyển dụng á, thì trong cái quy trình tuyển dụng này, cái bước mà tạo nguồn á, thì nó còn có nhiều thứ hơn là chỉ việc mà posting hoặc là tìm kiếm ứng viên ở trên LinkedIn. Đó, a recommend của chị á, là bạn cần học kỹ hơn hoặc là tìm hiểu kỹ hơn về cái quy trình tuyển dụng. Trong quy trình tuyển dụng thì có một cái bước gọi là bước tạo nguồn ứng viên. Thì cái bước đấy là rất là quan trọng. Thì bạn review xem lại cái bước tạo nguồn của mình đã làm đúng chưa, đã làm đủ chưa, phù hợp với cái đối tượng ứng viên của mình đang tìm kiếm hay không. Thì đấy là cái thứ nhất. Thứ hai đó là mình nói về cái kỹ năng hay là cái năng lực mà giải quyết vấn đề đi. Thì khi mà em có một cái vấn đề ở đây, chị ở Zoom nhá, vấn đề là chúng ta không tìm được nguồn ứng viên, chúng ta không có ứng viên phù hợp cho cái vị trí đi chẳng hạn, thì mình phải là người ngồi phân tích ra tại sao mình không làm được. Thì có rất là nhiều cách để phân tích. Ví dụ là mình so sánh cách của mình làm với các anh chị khác ở trong công ty hoặc là các bạn, để xem cách mọi người làm có gì khác biệt không. Nếu mà mọi người cũng làm một cách như vậy, mình cũng làm như mọi người, thì cái khác biệt của mình ở đây với mọi người là gì? Tại sao mọi người làm được mà mình lại không làm được? Không phải là cái vị trí mình đang tuyển á, thì trước giờ đã có ai tuyển được chưa? Là một cái cách tiếp cận khác nha. Em đang nói vị trí của em là em tuyển mãi mà không có người đi chẳng hạn, em đang tuyển mà chưa có người. Vậy thì trước kia đã có ai từng tuyển được vị trí đấy chưa? Nếu mọi người đã tuyển được rồi thì cách mọi người tuyển như thế nào? Cách mà mình đang làm thì nó có khác biệt so với những cái cách trước mà mọi người hay làm hay không? Thì đấy là một trong những cái gợi ý của chị để em có thể có một cái cách em phân tích được cái vấn đề mà em đang gặp phải. Và từ cái phân tích đấy thì em sẽ tìm ra được cái giải pháp mà nó phù hợp so với cái tình huống của em. Tại vì chị ở đây cũng chưa có nhiều dữ liệu, chưa có nhiều dữ kiện để có thể đưa cho em một cái câu trả lời chắc chắn mà chính xác được cho cái tình huống mà em đang gặp phải. Vâng, vậy là quanh đi quẩn lại, dù mình gặp vấn đề gì đi nữa thì những cái bước đầu tiên mình cần làm đó là mình cần phải tìm hiểu cái nguyên nhân, và sau đó là quy chiếu vào cái quy trình làm việc của công ty hoặc là của doanh nghiệp để xem là liệu mình có đang làm đúng hay sai. Và một trong những cái lời khuyên mà em nghĩ là rất là quý giá mà chị Adele gửi tới các bạn đó là nếu mà mình không biết làm thì hãy hỏi, hãy tìm những cái người đã thành công, đã đi trước để mình có thể học nhanh hơn, thay vì là mình tự mày mò và chày chật thêm mất rất nhiều thời gian của bản thân, thì là học từ anh chị đi trước. Không biết là chị Adele có thể chia sẻ cho em một chút là sau khi làm một nhân viên tốt rồi thì cái cơ hội lớn nhất, cái đỉnh cao mà em có thể đạt được trong ngành này là gì ạ? Đỉnh cao của nghề nghiệp ở trong ngành đúng không? Chị nghĩ là trong nhân sự thì có rất là nhiều, đặc biệt bây giờ chúng ta có nhiều cái model mới, những cái vị trí mới. Ví dụ mọi người có thể biết là đến organization development này, vị trí xây dựng cái sơ đồ tổ chức, phát triển tổ chức, hoặc là những vị trí liên quan đến HRBP, Human Resource Business Partner. Thì đối với một cái ngành nhân sự mà tuy là tương đối phổ biến rồi, đã khá là phổ biến với mọi người rồi, thì vẫn có những cái sự thay đổi, vẫn có những cái sự update so với thị trường như vậy. Thì chị nghĩ là đỉnh cao ở trong một cái nghề á, là khi mà em làm được cái chuyên môn của mình ở một mức excellent nhất, bất kể đấy là một cái chuyên môn gì. Ví dụ một bạn ấy chọn là chuyên môn của bạn ấy sẽ là tuyển dụng thôi, thì bạn ấy đỉnh cao ở trong nghề nghiệp của bạn ấy. Bạn là một cái chuyên viên tuyển dụng có thể tuyển được rất là nhiều vị trí khác nhau. Bạn có thể tuyển đến cái vị trí rất là khó, C-level ở trên thị trường, những vị trí mà rất là quan trọng ở trong một cái tổ chức. Hoặc là bạn có thể tuyển được nhiều cái function khác nhau ở trong một tổ chức, không chỉ là mỗi IT mà có thể là sales, marketing nữa.
Thì về cơ bản, cái quan điểm của chị về đỉnh cao ở trong nghề nghiệp á, đó là bạn chọn cho mình một cái chuyên môn và bạn đến go excellent về cái chuyên môn đấy. Có thể đấy là tuyển dụng, có thể là CNB, có thể là management, đó là kiểu quản lý nhân sự nói chung, hoặc là có thể là learning and development. Thì miễn đó là một cái chuyên môn mà bạn muốn theo đuổi và bạn đi đến một cái level excellent của cái chuyên môn đấy thì đối với chị là đỉnh cao rồi. Trời ơi, nghe chị Adele chia sẻ từ nãy đến giờ ấy, em cũng như là có một cái sự hào hứng vô cùng lớn với ngành này, muốn ngay ngày mai nhảy vào. Vì sau 40 phút rồi em thấy là em học được khá nhiều. Và mong là các bạn khán thính giả khi mà nghe chương trình này, ngoài việc là nghe những cái câu chuyện cá nhân và câu chuyện sự nghiệp của chị Adele, thì cũng đã giữ lại được cho mình những cái lời khuyên rất là quý giá đến từ chị. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chị Adele có lời nào muốn gửi tới tất cả các bạn khán thính giả đang lắng nghe và muốn bắt đầu với ngành nhân sự không ạ? Nếu mà có lời khuyên cho những bạn mà một lời nhắn đi, chỉ gọi là một lời nhắn gửi đến những bạn mà mới bước chân vào nghề, đang chuẩn bị bước chân vào nghề á, thì chị chỉ có một lời nhắn thôi. Đấy là đối với chị á, nhân sự là một cái chuyên môn và trong đấy có rất là nhiều cái chuyên môn nhỏ khác ở đằng sau đấy. Thì đây là một cái chuyên môn mà cần học và cần đào sâu. Nó không phải là một công việc mà ai cũng có thể làm được. Và nếu mà bạn làm một cái công việc nhân sự ở cái mức mà ai cũng có thể làm được á, thì chị không nghĩ là bạn đã hiểu rõ được cái công việc này. Nên đối với chị, lời khuyên và lời nhắn gửi cho các bạn mà bước cho bằng nghề nhân sự á, là chúng ta cần tiếp cận về nó với một chiến lược một cụ thể hơn và nghiêm túc hơn với nghề, và coi nó là một cái chuyên môn cứng. Và để có thể đi xa hơn nghề thì em cần phát triển cái chuyên môn của mình cực kỳ xuất sắc để có thể cạnh tranh cũng như là có nhiều thành tựu ở trong nghề này. Dạ, em cảm ơn chị. Và mong là các bạn khán thính giả qua lời nhắn nhủ vừa rồi của chị Adele thì cũng có thêm nhiều động lực và có được một cái định hướng rõ ràng của mình hơn trong ngành nhân sự. Trước khi kết thúc chương trình thì Xuân Quỳnh xin phép được nhắc lại phương thức mà các bạn có thể gửi confession đến với chúng mình. Đó là các bạn hãy truy cập Facebook và sau đó truy cập vào fanpage của Người Trong Muôn Nghề, và chúng mình có ghim cái bài viết để các bạn gửi confession tới chúng mình ở ngay trên đầu trang. Và mong là trong những số tiếp theo thì chúng mình cũng sẽ nhận được nhiều những cái câu chuyện từ các bạn hơn. Và một lần nữa em xin cảm ơn chị Adele và các bạn khán thính giả đã cùng đồng hành với em trong chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong số tiếp theo ạ. Bye bye. Bye bye mọi người.